công chức viên chức sẽ thay bản giấy từ năm 2023, tiến tới minh bạch việc quản lý cán bộ là thông tin quan trọng được đề cập trong quyết định về kế hoạch triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành. Theo đó, lý lịch điện tử sẽ được dùng khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử. Theo quyết định này, các cơ quan phải từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống, thực hiện cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu. Thông tin được kết nối chia sẻ với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia khác để tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ trong việc ban hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng về công tác cán bộ, nguồn nhân lực theo thời gian thực. Để đạt được kết quả đó, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch đến hết năm 2020 hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Và trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải dự kiến ngày 15 tháng 9, nước ta sẽ bắt đầu mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Ngày 22 tháng 9, mở lại đường bay tới Lào, Campuchia. Việc mở các đường bay quốc tế trên theo nguyên tắc là các nước đã kiểm soát bệnh tốt và tương đồng với nước ta, xuất phát từ yêu cầu phải nới lỏng để phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng. Bởi nếu chúng ta tiếp tục đóng cửa sẽ bị tụt lại. Dự kiến mỗi tuần sẽ đón khoảng 5.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết bộ này sẽ tiến hành đặt hàng doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm COVID-19 tại sân bay. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được 2 loại test kit nhanh tìm kháng thể sử dụng máy và không cần sử dụng máy, có độ nhạy, độ đặc hiệu cao đối với người nhiễm SARS-CoV-2 sau 7 ngày. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã sản xuất được test kit tìm kháng nguyên thực hiện bằng phương pháp real-time PCR, có độ chính xác cao, phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng thời gian thực hiện lâu, yêu cầu cao về kỹ năng, quy trình thao tác. Thưa quý vị, lợi dụng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng để khai thác đất đá và khoáng sản trái phép. Đây là nhan đề bài viết đáng chú ý tiếp theo được chúng tôi điểm qua được đăng tải trên báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội chống dịch COVID-19, thì Ủy ban Nhân dân xã Hòa Liên đã phát hiện và xử lý 8 vụ múc trộm đất ruộng, đất đồi, khai thác khoáng sản trái phép, chuyển hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang xử phạt 2 vụ. Thực tế thì các vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Hòa Liên bị phát hiện chỉ là một phần nổi của tảng băng này. Các đối tượng đã lợi dụng địa phương đang lo tập trung chống dịch ban đêm khai thác trộm nên rất khó có thể phát hiện. Ông Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn hiện nay thì có hơn 20 dự án đang triển khai với hàng trăm phương tiện chở đất đá, vật liệu để phục vụ công trình. Nhu cầu về đất đá để san nền và xây dựng các công trình là rất lớn. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương lo tập trung chống dịch, vừa tăng cường quản lý tài nguyên nên gặp không ít khó khăn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đề nghị phối hợp kiểm tra xử lý khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tại khu vực giáp danh. Văn bản này nêu rõ là tại khu vực giáp danh giữa thôn Quan Nam 6, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và phường Hiệp Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, gần sông Cu Đê, có hiện tượng là múc đất khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang cho biết, huyện đã chỉ đạo các cán bộ xã, lực lượng chức năng để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nếu có phát hiện thì kịp thời xử lý nghiêm. Bên cạnh việc tập trung chống dịch, xác định việc này cũng trọng tâm kiểm tra, xử lý, quản lý, không để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh muốn tăng chi phí quản lý metro số 1 và 2 lên 471 tỷ đồng thay cho định mức 117 tỷ đồng được cho là không đủ trả chi phí vận hành và lương nhân viên. Đề nghị này mới được Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Bộ Xây dựng xem xét sau khi có kiến nghị từ Ban quản lý đường sắt đô thị nhằm đảm bảo kinh phí quản lý hai dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo đó, metro số 1 và 2 là những dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn ODA. Do nhiều nguyên nhân, cả hai dự án bị kéo dài khiến cho lượng công việc và chi phí quản lý đều tăng. Vì vậy mà chi phí quản lý dự án tính theo cách lập dự toán thay cho cách tính tỷ lệ phần trăm như đề xuất được cho là phù hợp, giúp cho thu hút người giỏi trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Trước đây thì chi phí quản lý dự án hai tuyến metro thực hiện theo quyết định 79. Chi phí quản lý tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng đưa ra nhân với chi phí xây dựng và thiết bị chưa tính thuế trong tổng mức đầu tư.
Cách tính này khiến cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị không đủ chi phí hoạt động và từ giữa năm 2013 đã sử dụng hết 117 tỷ đồng của cả hai dự án. Số tiền dự toán trên được lập theo thời gian hoạt động, cơ cấu nhân sự và chế độ tiền lương cho Metro số 1 từ năm 2007 đến năm 2020 và Metro số 2 từ năm 2010 đến 2027. Nếu so với cách tính theo tỷ lệ phần trăm, thì hai tuyến Metro này lần lượt có mức chi phí quản lý vượt 2,1 và 4,1 lần. Chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức sau khi Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng IPA 41. Theo chương trình của phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian là 6,5 ngày để xem xét các nội dung cho ý kiến về các dự án luật như luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công đoàn, luật giao thông đường bộ sửa đổi, luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nhóm vấn đề thứ hai mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả rà soát văn bản pháp luật, kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế báo cáo kết quả hai phiên giải trình về an ninh nguồn nước và phát triển điện lực cho đến năm 2030. Trong 8 ngày làm việc từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét làm việc quyết định bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia, việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Thưa quý vị, thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu mua khẩu trang của người dân lại càng tăng mạnh. Và do đó, nhiều công ty đơn vị đã đẩy mạnh việc sản xuất, thực hiện các hợp đồng mua khẩu trang. Tuy nhiên, cũng từ đây có nhiều lỗ hổng trong quá trình sản xuất và bán khẩu trang đã lộ diện. Và thậm chí là xuất hiện cả tình trạng đe dọa tới tính mạng, khủng bố về tinh thần, mà nguyên nhân cũng đều xuất phát từ mặt hàng có nhu cầu tương đối lớn này. Đây là khu vực sản xuất khẩu trang của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng thương mại và xuất khẩu Hưng Phát. Nơi đây từng là nơi làm việc của khoảng 600 công nhân. Tuy nhiên, những ngày gần đây, xưởng đã phải tạm dừng hoạt động. Khẩu trang đã sản xuất không thể tiêu thụ, đành chất đống như thế này. Còn bản thân giám đốc công ty thì luôn trong trạng thái lo sợ khi liên tục nhận được các cuộc gọi và tin nhắn đe dọa. Thậm chí nhà riêng của ông còn bị các đối tượng lạ đến đập phá. Công ty Trường Tiến và ông Hoàng Văn Tiến có nhu cầu là đặt hàng nhà máy mình sản xuất khoảng độ tầm 10.000 thùng khẩu trang. Và sau đó thì thông tin qua lại thì chốt lại thì bên đó đang có nhu cầu là 4.000 thùng khẩu trang vải và 4.000 thùng khẩu trang kháng khuẩn, tổng là 8.000 thùng. Nhưng mà xét về cái thời điểm đó thì nhà máy mình chỉ sản xuất được, mình chỉ đáp ứng được đơn hàng khoảng 6.000 thùng. Và mình có trao đổi với các bạn cộng tác viên để trao đổi lại với bạn Tiến ấy, là mình chỉ đáp ứng được 6.000 thùng. Cũng theo Hưng, sau khi trao đổi qua lại, công ty Hưng Phát có ký kết hai hợp đồng mua bán khẩu trang với công ty Trường Tiến với số lượng là 6.000 thùng khẩu trang. Trong hợp đồng có điều khoản nếu bên mua không thực hiện hợp đồng hoặc tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tự ý hủy ngang không thực hiện hợp đồng thì bên công ty Trường Tiến sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Để thực hiện thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, công ty Trường Tiến đã chuyển khoản cho công ty Hưng Phát với số tiền đặt cọc là 3,6 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, công ty Hưng Phát đã tiến hành mua nguyên vật liệu, máy móc, chuẩn bị nhà xưởng, bố trí nhân lực để tăng cường sản xuất nhằm thực hiện đúng thời hạn giao hàng. Đến ngày 3 tháng 8 năm 2020, khi đang tiến hành sản xuất khẩu trang theo hợp đồng, ông Hưng nhận được điện thoại từ đại diện công ty Trường Tiến liên hệ, đòi hủy hợp đồng đã ký và đòi lại số tiền đã đặt cọc 3,6 tỷ đồng, đồng thời bắt công ty Hưng Phát phải chịu phạt thêm 50% tổng số tiền đã đặt cọc. Thực tế là lúc đó là hợp đồng giữa công ty Hưng Phát và công ty Trường Tiến đã ký rồi. Bạn Tiến đã thực hiện cái việc đặt cọc rồi. Và công ty Hưng Phát cũng đang thực hiện sản xuất để trả đơn hàng cho bạn Tiến rồi. Thì bạn Tiến muốn bổ sung thêm cái điều kiện, điều khoản hợp đồng, muốn thương thảo thêm. Thì lúc đó là gì? Lúc đó là vì mình chiều khách hàng, mình cũng ok phương án là mình sẽ chỉnh sửa phương án theo như thỏa thuận của hai bên. Có cái điều khoản là giao hàng, lô hàng đầu tiên là giao hàng trong khoảng 10 ngày kể từ ngày mà mình nhận, công ty mình nhận đủ cái tiền đặt cọc 30%. Và tổng số lô hàng đấy sẽ giao trong vòng 20 đến 30 ngày.
Còn việc bạn Tiến đưa ra cái hợp đồng mà có cái điều khoản giao hàng sau khi mà công ty Hưng Phát nhận đặt cọc ấy, thì thực tế là mình không có phát hành, mình chưa ký cái hợp đồng đó và mình chưa phát hành hợp đồng đó. Bản thân bên công ty Hưng Phát và công ty Trường Tiến cũng chưa ký hợp đồng đó. Theo ông Hưng, không chỉ xuất hiện tại nhà riêng, các đối tượng lạ mặt còn đến tận khu nhà xưởng để gây rối, khiến nhiều cơ sở sản xuất liền kề cảm thấy lo lắng, bất an. Bản thân chúng tôi là những đơn vị hoạt động sản xuất ở đây đã 23 năm. Tiền lệ là chưa bao giờ xảy ra một cái chuyện như vậy. Thì chúng tôi cũng rất là sợ và bảo vệ họ cũng rất là sợ. Bản thân khách hàng của tôi họ đến sân, đi ô tô đến sân thì vừa mới xuống vào phân xưởng nhà tôi. Thì những người đó đã tự tiện nhảy lên cả ô tô như là muốn chiếm lĩnh ô tô. Anh em doanh nghiệp là phải ứng xử theo cái văn hóa doanh nghiệp. Đấy. Đúng sai thì phải rõ ràng ngồi với nhau đấy, trên tinh thần là hợp tác đấy, để tháo gỡ cái vấn đề đó. Đấy. Còn là giữa cá nhân tớ cũng như cá nhân bạn Vượng thì thực tế bọn tớ là về thật tâm là bọn tớ đã làm hết sức rồi đấy, và hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Còn theo các luật sư, đây là tranh chấp giữa hợp đồng kinh doanh thương mại giữa hai công ty khi hợp tác sản xuất khẩu trang. Trong trường hợp một bên cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại. Theo quan điểm của tôi thì trong trường hợp này thì hai bên nên có tiếng nói chung giải quyết về thỏa thuận về dân sự, thỏa thuận làm sao hài hòa không vi phạm luật pháp. Trong trường hợp nếu như một trong hai bên mà có dấu hiệu về hình sự thì đương nhiên cần phải có yêu cầu cơ quan luật pháp vào cuộc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho gia đình mình cũng như cho doanh nghiệp của mình. Đến thời điểm này, ông Hưng đã gửi đơn đến công an phường Phúc La, quận Hà Đông để trình báo sự việc. Đại diện công an phường cũng đã cử cán bộ đến nơi ở của ông Hưng để xác định thiệt hại tài sản cũng như chuyển hồ sơ lên công an quận Hà Đông thụ lý điều tra.